Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo, bài hình vuông. Rồi, bạn ông hỏi chúng ta là miếng bìa nào là hình vuông trong hai miếng bìa này. Thì muốn biết miếng bìa nào là hình vuông, các em cần phải nắm được hình vuông có đặc điểm như thế nào. Cụ thể chúng ta cùng tìm hiểu trong bài hôm nay. Ở đây người ta cho tứ giác ABCD là hình vuông. Chúng ta cùng tìm hiểu về góc và cạnh của hình vuông ABCD này. Trước hết là các em dùng Ekea để nhận biết bốn góc đỉnh ABCD có là góc vuông hay không. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em kiểm tra nha. Rồi chúng ta cùng kiểm tra góc đỉnh A, góc đỉnh B, góc đỉnh D, góc đỉnh C là các góc vuông. Được chưa? Như vậy hình vuông ABCD có bốn góc vuông. Tiếp theo là các em so sánh độ dài các cạnh AB và BC. AB BC. Ta thấy AB bằng 1, 2, 3, 3 ô vuông. BC cũng bằng 3 ô vuông. Vậy AB bằng BC. Tương tự CD cũng bằng 3 ô vuông. DA cũng bằng 3 ô vuông. Vậy bốn cạnh này bằng nhau. Như vậy hình vuông có các đặc điểm sau. Thứ nhất là có bốn góc vuông. Thứ hai là bốn cạnh có độ dài bằng nhau. Rồi như vậy là muốn biết một tứ giác có phải là hình vuông hay không thì các em sẽ kiểm tra. Thứ nhất là các em kiểm tra xem bốn góc của tứ giác đó có phải là bốn góc vuông hay không. Thứ hai là các em kiểm tra bốn cạnh của tứ giác đó có độ dài bằng nhau hay không. Tiếp theo là các em sang phần thực hành 1. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông? Rồi bây giờ các em bấm tạm dừng video, các em kiểm tra từng hình một. Xem hình nào có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau thì hình đó là hình vuông. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em kiểm tra nha. Rồi chúng ta kiểm tra được hình EGHK là hình vuông bởi vì hình này có bốn góc vuông và bốn cạnh có độ dài bằng nhau, đều bằng 1, 2, 3, 4, 5, đều bằng 5 ô vuông. Đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi tương tự, hình STUV cũng là hình vuông bởi vì hình này có bốn góc vuông và bốn cạnh dài bằng nhau. Hai hình còn lại thì hình ABCD là hình chữ nhật bởi vì nó có bốn góc vuông nhưng nó có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau. Thì hình ABCD là hình chữ nhật. Được chưa? MNPQ thì nó không có góc nào vuông cả. Vậy các em trả lời là trong các hình trên, những hình là hình vuông là EGHK và STUV. Phần thực hành 2 là các em vẽ và trang trí hình vuông trên giấy kẻ ô vuông. Rồi, thầy giáo hướng dẫn các em vẽ như sau. Trước hết là các em xác định bốn đỉnh của cái hình vuông. Cụ thể hình vuông này có cạnh dài là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ô vuông. Được chưa?
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được chưa? Rồi. Bây giờ kem nối 4 đỉnh này lại với nhau ta được một hình vuông. Rồi tiếp theo, đối với mỗi cạnh của hình vuông thì kem chia đôi ra. Cạnh này dài 6 ô vuông thì kem đếm đến 3 thôi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Được chưa? Bây giờ kem nối 4 cái điểm này lại với nhau. Chúng ta cũng được một hình vuông. Và cái hình vuông này kem tô màu vàng. Phần còn lại kem tô màu xanh. Tiếp theo là kem sang phần luyện tập 1. Kem điền số thích hợp. Khung cửa sổ trong hình dưới đây có dạng hình vuông. Rồi, khung cửa sổ có dạng hình vuông. Các em biết đặc điểm của hình vuông là nó có 4 góc vuông và 4 cạnh có độ dài bằng nhau. Nếu một cạnh có độ dài là 1 mét thì các cạnh còn lại nó đều dài 1 mét. Đúng không? Ta thấy này, cạnh này có độ dài 1 mét này thì các cạnh còn lại nó đều dài là 1 mét. Bởi vì 4 cạnh của hình vuông là dài bằng nhau. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.